Hello anh em, chào mừng em quay lại với channel Nguyễn Nam Gamer của mình nha. Ok thì hiện tại mình đang ngồi trên một chiếc xe mà nó có cái kiểu dáng rất là thể thao anh em. Và trên cái vô lăng anh em cũng thấy là một cái biểu tượng. Cái biểu tượng này nó cũng na ná, nó khá khá giống cái biểu tượng của cái xe VinFast Việt Nam mình anh em. Xe điện đó. Nhưng mà cái chữ thì nó không phải là chữ V mà nó là cái chữ gì đó. Nói chung là mình cứ đại loại nó là chữ V đi. À, thì bây giờ mình sẽ review cho anh em xem cái xe nha. Hôm nay mình lái cái xe như thế nào nha. Xe thì kiểu dáng thể thao, rất là nhỏ luôn. Bên trái nó có một cái màn hình máy tính bảng, giống như máy tính bảng luôn anh em thấy không? Google Maps. Và có gương chiếu hậu. Phía trên là có cái đèn LED này. Phía trên có cái đèn chiếu sáng đó. Đó. Và phía trên trần thì nó có cái kính anh em thấy không? Đó. Và xe này là xe chỉ có 5 chỗ ngồi thôi nha anh em. Hiện tại tài xế này ngồi với lại bên không là một ghế, là phía sau ba ghế nữa là 5 ghế thôi. Đó, và bây giờ mình sẽ review cho anh em xem cái bên ngồi nha. Bên ngồi thì nhìn nó cũng khá là ok. Đó, phía sau này nó cũng có một cái logo là chữ VV gì đó. Và biển số là biển số xe của mình như thường ngày anh em. Biển số là 77B này 13865. Và chiếc xe mình thấy hai màu, đó là màu xanh đột chuối với lại màu xanh lam, màu xanh da trời anh em, xanh xanh nhạt đó. Đó, bên hông để mình di chuyển ra bên ngoài này cho anh em dễ thấy nha, phía trong này nó hơi bị vướng. Rồi. Nó có dấu hiệu lên, mình sẽ review một chút xíu rồi mình mới chạy nha. Thì mình chỉ cho nó lên này. Đó, đây là phía sau nha, phía sau đuôi màu xanh đột chuối rất đẹp. Và bên hông á mình để cái dòng chữ là Thank you fan đó. Thì mục đích mình làm cái skin này và chạy chiếc xe này là mình muốn cảm ơn anh em rất là nhiều đã xem cái kênh của mình trong thời gian qua rồi, và đã có những góp ý cũng như là những cái yêu cầu làm skin nào các kiểu, thì mình rất là cảm ơn. Và mình sẽ cố gắng làm thật là nhiều video hay nữa để gửi cho anh em. Cho nên là trong thời gian sắp tới thì anh em nhớ luôn theo dõi và luôn đồng hành của mình bằng cách là like video mỗi khi xem video mới nha anh em. Và đăng ký kênh nếu anh em là chưa nào đăng ký kênh. Và nhấn thêm cái chuông nữa để nhận thông báo khi mình ra video thì anh em sẽ nhận thông báo nha. Đó, thì chiếc xe này nó có 3 màu là chủ đạo anh em. Màu đen nó là 4. Nói chung là màu năm năm là màu trắng, màu trắng là màu inox đó, rồi màu xanh đột chuối này, rồi màu hồng rất là mạnh mẽ của cái gương cái gương của cái tay cầm anh em đó, cái gương ngoài tay cầm. Còn phía trên là cái xe này nó là xe kiến trong luôn, để mình bấm ba cái chế độ, nó có ba chế độ 1, 2, 3 nữa xem nó là gì nha. Và biển số phía trước này anh em thấy biển số trước nó cũng mình làm cái nền màu vàng luôn, tại bây giờ biển số xe bây giờ là đa số màu vàng. Số 1 thì mở cửa kính bên này. Số 2 mở cái gì ta? Số 2 chưa thấy mở cái gì ta? Để mình bấm lại thử nó có cái điều gì đặc biệt không nha. Số 2 là nó mở cái gương, nó thu gương ra, thu gương vào và nó mở gương ra nên thấy không? Nó đang gặp cái gương vào này. Bây giờ mình bấm tắt nó để mở ra này. Đó. Rồi gương số cái phím số 3. Wow, số 3 là cái mà nổi bật nhất của cái xe luôn. Đó là nó có mở cái cho anh em cái cửa kính thông ở phía trên anh em. Xe rất hiện đại luôn, mình mở này, mình mở mình đóng này anh em thấy không? Thì nó giúp, thứ nhất là nó giúp cho xe thông thoáng, thứ hai là nó giúp cho mọi người ngóc cái đầu lên khi mà chạy chậm quay phim nữa á. Chứ còn chạy nhanh là không được ngóc đầu lên nha, rất là nguy hiểm. Đó, và cái cửa mọi như mọi người thường lệ là mở bên đây 4 cái luôn. 4 cái hai bên và mở cái sau lưng 5 luôn. Đó anh em thấy không, về phía sau mình nhìn nè, xe nó có một cái ghế dài phía sau và mấy cái ghế phía trong đó. Rồi mình đóng cái này lại cho rất là đẹp luôn đó. Chiếc xe này nhìn nó rất là kiểu dáng luôn em đó. Thank you fan, cảm ơn em rất là nhiều đó. Thì anh em cứ tải skin về và anh em có thể chỉnh sửa theo tùy thích anh em nha. Mình chỉ làm đơn giản nên anh em có thể muốn thêm gì thêm.
Đó, mình không làm cầu kỳ, tại vì làm cầu kỳ thì anh em sẽ khó chỉnh sửa. Đó, skin thì mình vẫn để dưới phần mô tả, anh em nào thích thì tải về và trải nghiệm thôi. Xe thì mình cũng để trong cái link luôn. Mình để bây giờ mình để link là link Google Driver không anh em? Anh em tải về rất là dễ. Chỉ cần xem cái mật khẩu trong video giúp mình để lấy và trải nghiệm thôi. Đó thì cảm ơn em rất là nhiều nha. Đã đồng hành với mình. Và bây giờ mình sẽ thực hiện một chuyến đi ngắn, mình chạy một vòng cho anh em xem là xe này nó chạy như thế nào nha. Đó. Xe này chạy nhanh lắm nha anh em. Kiểu dáng thể thao mà nó dạng nhỏ nhỏ nhưng mà xe này 5 chỗ. Xe này có một phiên bản là 7 chỗ nhưng mà mình thích xe 5 chỗ hơn là nó nhỏ nhỏ như thế này. Còn xe này 7 chỗ thì nó hì hõm hơn, nó nhiều chỗ ngồi hơn thôi. Chứ cũng skin thì nó cũng kiểu vậy anh em. Ok. Vẹo trái nha, thắng lại đó, vẹo trái. Phía ngoài cổng này có mấy nhóc này nó ồn ào ghê luôn, lần nào nó cũng chạy nó nói nó la tùm lum á. Quá đẹp luôn anh em. Nói chung là băng mốt này rất đẹp và skin thì cũng rất là ok. Rồi đèn đỏ rồi anh em ơi, à, đèn xanh rồi, quá thôi bắt tay. Rồi bây giờ mình sẽ chạy. Đây là chế độ full cái góc quay tự do nha anh em. Đó, camera tự do nhìn xe rất là kiểu dáng rất là sang trọng luôn chứ đâu có giỡn đâu đúng không? Đó. Bây giờ mình sẽ cho nó chạy vận tốc nhanh thử là bao nhiêu nha. Tối đa thử là bao nhiêu nha. Nhưng mà sợ cái đường này nó không có chạy được tối đa anh em. Đó, mình sẽ chọn cái góc này cho anh em dễ nhìn này. Xe nhỏ này cho nên là cũng dễ lái, rồi mình chạy luôn. Hiện tại là gần 100 rồi anh em, chín mấy rồi. Mình sẽ chạy tốc lực thử nha, nếu mà nó có lag thì mình sẽ tạm dừng cái video luôn nha. Và cảm ơn em rất là nhiều đã theo dõi video của mình nha. Nó cũng khá là dài rồi. Và anh em mà xem tới lúc này thì mình nghĩ là anh em đã có mật khẩu rồi. Thì chúc anh em có những trải nghiệm thật là vui khi mà mod cái skin này lên xe. Đó, xe đang chạy 120 mấy. 120 mấy anh em ơi. Từ từ. Mình quên mình bỏ qua cái chỗ. Thôi, nói chung là anh em muốn biết nó chạy bao nhiêu thì anh em cứ tải về và trải nghiệm nha. Mình chạy xíu vậy thôi. Bây giờ mình sẽ dừng lại cái chỗ cái ngôi làng mà màu sắc anh em nhớ không? Mình sẽ xuống dưới mình check in một tấm ảnh rồi mình sẽ kết thúc video. Rồi. Đó, ngôi làng là nằm phía dưới cho anh em. Quẹo ra bắt tài ơi. Thì ghê quá. Đó, phía dưới đó. Thì mình sẽ xuống dưới mình chụp một tấm hình. Hay mà đứng lên đây ta. Để đứng lên đây chụp một tấm hình nha. Đó. Rồi, cảm ơn em rất nhiều. Hẹn gặp anh em ở video tiếp theo nha. Bye bye mọi người.